Không phải trong kinh Phật nói sai Kinh Phật không hề nói sai Chỉ là tấm bồ đề chúng ta chưa phát ra Do chúng ta không chuyên nhất Nên công phu niệm Phật hiệu quả không lớn Nếu như thật sự phát tâm Bồ Đề Thật sự phát tâm Bồ Đề Sẽ thật sự nghĩ đến thế giới cực lạc Thật sự muốn thấy Phật A-di-đà Chuyên nhất Nhất định không có tạp niệm Chúng ta buông bỏ tất cả những tạp niệm vọng tưởng trong tâm Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Tâm ta chính là Phật A-di-đà Phật ái Di Đà chính là tâm ta. Như vậy niệm Phật một câu chắc chắn tiêu 80 ức kiếp tội nặng sanh tử. Kinh không nói sai. Chỉ là chúng ta chưa hiểu thật sự Hiểu thật sự chúng ta sẽ làm được vì sao không làm được không hiểu phải làm sao nghe kinh nhiều đọc kinh nhiều thật sự hiểu minh bạch tức quý vị làm được chưa làm được tự mình phải nói với bản thân mình rằng tôi vẫn chưa hiểu như vậy là được cứu còn như chưa hiểu mà tự cho mình đã hiểu như vậy thì hết cách cứu nếu thanh khẩn Biết rằng mình chưa thật sự hiểu Tôi có thể sám hối Có thể sửa đổi Có thể tiếp tục tinh tấn Tự cho mình đã hiểu Họ không có tâm tình tấn Đời này trôi qua một cách uổng phí Người xưa nói Đọc sách ngàn lần phải tự hiểu nghĩa của nó, đó là cổ nhân. Tâm cổ nhân thanh tịnh, tâm cổ nhân cung kính. Nên có thể đọc được ngàn lần, hiện nay không thể. Hiện nay gấp mười lần, mốt gián lần cũng sợ không làm được. Phải làm sao? Mười dạng biến. Có mười dạng biến thật Tôi tin rằng họ sẽ được niệm Phật ta muội Đường niệm Phật ta muội Chắc chắn giảng sanh tịnh độ Phải đọc nhiều lần Phải buông bỏ tạp niệm vọng tưởng Không buông bỏ Đó là chướng ngại rất lớn Ma chướng đầu tiên chính là nó Đây là gì? Ma phiền não Quý vị có quá nhiều chuyện phải lo lắng như vậy Đó không phải là ma chướng sao? Xa rời tất cả ma chướng Đến thời Pháp diệt Chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng điều này hiện nay chúng ta đã thấy được. ở trước nói rất rõ ràng, nơi đây không có người giảng kinh pháp sẽ diệt. trong nhân dương kinh nói rất hay. thế nào gọi là diệt pháp? nơi đây không có người giảng kinh pháp sẽ diệt. Có người giảng kinh nhưng không có người tu hành. Không có chứng quả nghĩa là không có giảng sanh. Đây gọi là mạt pháp. Có người giảng kinh, có người tu hành, không có người chứng quả, đây là tượng pháp. Nếu nơi này có người giảng kinh, có người tu hành lại có người chứng quả Chứng quả là gì? Thật sự giảng sanh Ở đây là chánh pháp